Hey, xin chào cả nhà. Tiếp tục với chuyên mục SEO Boss từ 1 đến 3 sao. Thì lần này bọn mình sẽ thực hiện thử thách một boss của ngày 5 với tạo hình hơi dị, đó là Gabodo. Cuối ngày và may mắn còn boss tại gym công viên Âu Lạc, đầu đường Hùng Vương, quận 5. Ok, và bắt đầu điểm qua đội hình 6 Pokemon khắc chế Gabodo bao gồm: đầu tiên là huyền thoại Mewtwo với Psycho Cut, Psytrance. Thứ hai là Excadrill với Mudslap, Drillrun. Thứ ba là Metagross với Sand Headbutt, Psytrance. Thứ tư là huyền thoại Latios với Sand Headbutt, Psytrance. Thứ năm là huyền thoại Drowdon với Mudslap, ở quạt. Và cuối cùng là Garchomp với Mudslap, Setup. Gabodo với đơn hệ độc, kỳ hai hệ đất và tâm linh, nên các bạn mới chơi có thể tận dụng tất cả Pokemon có chiêu của hai hệ trên đưa vào đánh là tốt nhất. Đội hình từ hai trainer tham gia thì có thể dễ dàng hạ được boss này. Gabodo với tạo hình như một đống rác tràn ra từ một túi rác lớn. Cơ thể có màu nâu đất, hình bầu và bề mặt sần sùi. Xen lẫn là các khối thạch có màu hồng và xanh. Phần đầu của nó có màu xanh rêu, đôi mắt thì to tròn. Con người khá nhỏ, khi nó mở miệng thì có thể nhìn thấy chiếc răng lớn hình tam giác. Trên đỉnh đầu của nó là hai chùm rác nhỏ trông như phần tai của nó. Gabodo có hai cánh tay dài làm bằng rác được giữ với cơ thể bằng những đường ống. Các ngón tay cũng được tạo thành với chất liệu là những đường ống nhỏ. Nó có một ngón tay ở bàn tay trái và ba ngón ở bàn tay phải. Bàn chân của nó khá phẳng và đầy đặn. Gabodo có thể dùng ba ngón tay trên cánh tay phải của nó để phun ra chất độc và rác. Chất độc có dạng lỏng có thể gây tử vong đối với kẻ thù hoặc gây suy yếu ngay lập tức. Nếu chất độc đó bị bịt lại, cánh tay của nó có thể bị sưng lên khiến nó rất đau và khó chịu. Nó có thể kết liễu đối thủ bằng đòn trói chặt bởi cánh tay trái và phun ra một loại khí độc có mùi kinh khủng từ miệng. Nơi sinh sống của Gabodo thường là những bãi rác, nơi nó có thể ngấu nghiến rác thải để phát triển cơ thể lớn hơn. Tại vùng đất Alola, môi trường sống của nó bị xâm hại và bị truy đuổi bởi Pokemon Tamer. Pokemon Gabodo xuất hiện trên anime với vai phụ và kém phần nổi bật. Ok, và tiếp đến là thử thách Excellent True Boss Gabodo. Gabodo trông khá bự nhưng thực ra đứng ở tầm xa màn hình. Nó cũng thường có các cú nhảy và quạt tay liên tục. Đầu tiên sẽ là khóa vòng ném Excellent trước, vòng tròn Excellent khá lớn ngay trước phần ngực của nó. Tiếp đến sẽ là góc ném Boss Gabodo. Bọn hình có hai vòng tròn. Vòng tròn màu xanh là điểm mình xoay banh, bằng đặc điểm xoay banh sát góc trái màn hình. Vòng tròn màu đỏ là điểm mình buông tay, vị trí buông tay ở sát góc phải phía trên màn hình, cách mép trên màn hình một đoạn nhỏ, ngay đây. Cường độ ném khá mạnh vì khoảng cách là khá xa, banh dễ dàng rơi vào giữa phần ngực của nó. Các cú ném cần nhanh và dứt khoát sau mỗi cú quạt tay của nó. Thank you.
Gốc ném này thì làm bọn mình liên tưởng khá nhiều đến Pokemon Snorlax. Cả hai đều có những điểm tương đồng rất là giống nhau luôn. Ok, và yes, thành công rồi. Gabodo với đơn hệ độc nên sẽ được boost tại thời tiết cloudy. Nhất nhà CP của IV 100 không boost thời tiết là 1339 và có boost thời tiết là 1675 nhé cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới thật nhiều niềm vui. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, các bạn có thể để lại comment cho bọn mình biết nha. Và đừng quên like cũng như là subscribe kênh của bọn mình.